Anh làm cái trò gì vậy? Mời ngồi, cô ngồi đi. Uống một hớp đi. Cô không uống sao? Không biết anh lại đang có ý đồ gì nữa đây? Tôi không hề có ý đồ gì hết đó. Tôi chỉ muốn mời cô một bữa tối thôi. Bữa tối cho hai người. Xin mời. Cô nghĩ cái gì vậy? Tôi không có bỏ thuốc độc đâu. Ăn thử trước đi. Wow, ngon thiệt á. Không có gì đâu. Đi chưa? Cô làm sao vậy? Uống từ từ thôi, cô vẫn chưa ăn gì mà. Tại sao anh làm như vậy? Anh diễn lại trò cũ để làm gì? Muốn dụ dỗ tôi sao? Không phải đâu, tôi không hề có ý đó đâu. Tôi chỉ muốn làm gì đó để cô vui thôi. Tôi chỉ muốn nói với cô là chỉ có... Nói dối. Tôi không tin anh đâu. Cô từ từ thôi, cái gì mà uống nhanh dữ vậy? Nè, 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 cô bình tĩnh lại đi có được không? Tiếc hả? Bao nhiêu tiền tôi trả cho? Bao nhiêu? Không phải là tiếc mà là tôi sợ cô say thôi. Say mới vui chứ. Hay là... hay là... anh... muốn trộm quần áo của tôi mặc? Cô bị điên hả? Sao tôi làm vậy được chứ?